Thưa quý vị, học và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Nam Dương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đem lại nhiều ý nghĩa. Từ năm 2016, đoàn phường Nam Dương phát động mỗi đoàn viên tự nguyện tiết kiệm 1.000 đồng một ngày. Số tiền thu được sẽ dành toàn bộ để hỗ trợ cho học sinh nghèo, hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên gặp khó khăn trong cuộc sống. Sự hỗ trợ của đoàn phường thì em thấy rất là thiết thực, gấp bách. Và hiện tại em đang thất nghiệp, có nghĩa là em cũng biết làm ra hết mấy ngày này ở nhà, với lại cũng ra phường để hoạt động thanh niên rồi đó, như hoạt động hỗ trợ Covid, hỗ trợ cho một đoàn nhập dữ liệu, với lại hỗ trợ khu khách xét nghiệm. Em có những tấm lòng của anh chị bí thư với lại chị phó bí thư là rất cảm ơn đoàn thanh niên phường. Hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội đã trở thành việc làm thường xuyên của các bạn trẻ ở phường Nam Dương. Qua ba đợt ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các bạn đã chia sẻ với bà con tiểu thương chợ Nam Dương 4 máy sát khuẩn tự động, cấp phát khẩu trang miễn phí, tổ chức những bữa ăn không đồng dành cho bà con, bán vé số, lao động không có việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong đợt dịch lần này, các bạn trẻ lại tích cực tham gia mô hình tiếng loa thanh niên, kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếng loa thanh niên là giúp mọi người có thể hiểu biết được thông tin về dịch bệnh, số ca nhiễm trong một ngày và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thông qua các hoạt động đã góp phần định hướng, nâng cao nhận thức, bồi đắp, xây dựng lý tưởng phấn đấu cho đoàn viên thanh niên, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lý tưởng cách mạng cao đẹp theo lời dạy của Bác. Cái nhận thức trong đoàn viên càng ngày càng nhận thức tốt hơn, thì cái là việc phải học tập và rèn luyện hơn nữa để phấn đấu để thành tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể là những hành động chúng ta không tuy nhỏ có thể nhưng sẽ góp phần thay đổi rất lớn cho xã hội, nhưng những đoàn viên chúng ta không thể làm những cái việc lớn thì chúng ta phải có làm việc nhỏ, dù rằng mỗi người một hành động nhỏ thì sẽ là một công việc rất ý nghĩa. Với phương châm học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất nhưng thiết thực, các bạn trẻ ở phường Nam Dương, quận Hải Châu đã thực hiện đúng lời dạy của Bác: đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.